Vậy. Chào các bạn, hôm nay mình xuống tiệm của công danh nha các bạn. Mấy giờ mình xuống 5 chiếc nha. Đây là mấy chiếc xe các bạn. Nãy xuống nè. Đây là tiệm của danh nha các bạn. Các bạn nào mà ở gần gần thì ủng hộ nha. Đó. Có địa chỉ luôn á. Đối diện ủy ban xã nha. Ngày nào mà gần cái ủng hộ mình cảm ơn nhiều nha. Đó. Đây là mấy tụi mình đi xuống đây có đây 1 chiếc, 2 chiếc, 3 chiếc, 5 chiếc. Để quay mấy chiếc này cho bạn coi thử nha. Chị Vinh hả? Ghê. Ủa chiếc của ai hả Vinh? Quay mướt rồi hả? Đi, đi bao xịn này quá phải không? Lướt gió luôn nha. Xe của ai hả? Xe của Quy phải không? Xe của Quy. Đây mấy chiếc này cho mình xuống các bạn. Ba chiếc này nè. Chiếc này hình như cũng bảo, chứ cũng bảo nè. Mới ăn cơm gọi cho rồi. Đây là mấy chiếc xe danh đang sửa nha. Nào mà biết mình ghé ủng hộ mình cảm ơn nhiều nha các bạn. Đó. Anh em nào thích video thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình luôn nha. Mình từ ngã tư Hưng Long bạn. Từ khúc ngã tư Hưng Long chạy xuống đây nha. Ủa hai chị chạy đâu tiêu vậy? Ghê hả? Hai chiếc song sinh. Hai chiếc là giống nhau nè. Chị Trang luôn. Khác cái thuộc à. Chiếc, chiếc này cũng bảo thì chuẩn bị làm. 3 triệu phần nó cũng đổi luôn chứ gì. 3 triệu phần cũng ưu liệm luôn chứ. Đó. Chị cho anh đúng luôn. Cứ coi lời bãi cho ai. Cứu gạt kia ai. Tôi nói chưa. Cứu được chạy sẵn cái gì. Cứu chạy sẵn. 11 bình nè các bạn. Chiếc này 6 bình nè. Ủa 8 bình chứ, chiếc này 8 bình chứ. 8 bình đi bộ số. Chiếc này 6 bình nè. Còn bên kia là 6 bình hết nha. Toàn đi ăn 2 khúc rồi cho mày con chiếc mình khác loại đi ăn 5 khúc nha. Chiếc của anh đó. Chiếc này khác loại, nó khác loại 5 khúc nè. Khác loại, chụp lên. Đó. Quay sơ cho các bạn xem thử nha. Chụp gì? Đậu xe bến hả? Có gì danh lâu hả? Ghê. Ghê hả? Hai chiếc này hồi nãy hai chiếc nãy mới chạy thử rồi các bạn. Chiếc con Nhật nha. Thua nhục mặt rồi đem về con. Tại có đâu sợ không thôi. Thôi chuẩn bị đi. Quá. Tao bữa hả? Gắn sạc điện vậy? Hả? Sạc điện vậy? Chạy vậy quá trời chạy hết điện. Anh nhanh ơi. Cái sườn này là nhờ em. Cái sườn này nhờ em. Đó. Cặp phục là của tao. Phục hai đầu sao hả? Nắng nó chá đẹp rồi các bạn. Chứ sao anh Thịnh nó bán cho anh mà. Phục này anh Thịnh đi mua con. Ê, quay cái xe anh thử cho mấy đứa coi đây. Đây. Ừ, hết da đó. Cái gì đó, hết da rồi đó. Đi dính mà. Tắt tắt đi, tắt công tắc này nó đi. Quá đông nha các bạn. Nhà mình quay tất cả các khuôn mặt các bạn coi thử nè. Quá xe luôn. 1 2 3 4 6 7 8 9 10 chiếc các bạn.
Rồi sức luôn rồi, kiểu dịch. Sức cái mã không gì cút. Chào. Danh này phái không à? Danh báo không à? Xe đậu ngang các bạn. Quá kìa. Đi qua chụp tấm hình coi. Quá. Làm gì vậy? Cái gì? Có bánh mì sáu lá không? Tại củ đổi. Anh tướng. Bữa nay xuống họp chỗ danh nha các bạn. Bây giờ mình xin được kết thúc clip tại đây các bạn ơi. Các bạn thấy nhớ đăng ký hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha, và like và chia sẻ video nha. Mình chúc tụi mình cũng gì chỉnh nha các bạn. Chạy